bomb. Có băng đi rồi nha. Ê, có cây shotgun level 8 này. Các thứ boss này, ai nhặt đi, ai nhặt đi. Mắt này nhót boss đấy. Tôi bắn cây 90 cho. Ok, ok. Đâu, 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 đâu. Hết băng mà. Leverage. Bóng kìa, bóng kìa, bóng kìa. Cái này phải trừ con thầy, phải trừ con thầy là một. Nhưng mà cũng phải trừ cả bọn mười xu nữa, bọn mười xu nó nghĩ ra cái trò này mà. Trò này chơi vui mà. Mặc dù không chơi thì vui vãi trưởng luôn. Hình như bắn cái thằng áo thầy. Bắt đầu mười. Bảo áp đi. Dòng hồi chiều 40, sát thương quái thường 86. Số lượng đạn tăng 140%, sát thương quái thường tăng 87%. Thế là mình phải dọn quái à? Bác dọn quái đi, dọn quái. Thôi tôi dọn nha. Map này cần phải dọn nhóm này. Tránh A đọc đấy. Giữa, 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 giữa. Shit. Bên phải, à bên trái. Ship, ship, ship à? Là gì à? Coi chừng độc ấy.